Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái khóa tủ bằng cái mật mã này. Đây sẽ 0175 lần trước nè. Sẽ làm cái khóa tủ bằng cái chốt ở đây điện từ này. Đây là chốt khóa cửa điện từ. Sẽ thử nguyên lý mình xem khi mình đưa qua cái chốt cửa này nè. Thì nó sẽ sang bằng xuống và nó sẽ nhô lên lại. Làm khóa cửa tạo lạch, mình bắt ốc rồi. Mình sẽ thêm một cái chỗ này nữa, đệm lại nè. Và xem. Chứ mình giữ cái này chắc chắc lại khi mở mặt nó cũng không bị sức ra. Đây mình sẽ thử xem rồi, chú ý vào cái chốt ha, chú ý vào cái chốt này ha. Đây, chú ý vào chốt này. À, mình thấy hai cái chuẩn bị chạm vào nhau. Đó, như vậy nó khóa lại rồi đó. Để mình mở ra thử nè. À, giữ lại không? Đó. Giữ lại. Không thể mở được. À, này là nó hơi ấy vậy nè. Mình sao sẽ xích lên, xích lên xíu nữa cho nó bắn cứng luôn. Này nó hơi bị còn xa, nó còn mới vừa chạm vào nhau, chưa có khóa là chặt. Này nếu mình dở mạnh nó sẽ xuất ra nè, tại vì mình chưa làm chặt. À, và các bạn muốn mở thì các bạn phải cấp điện cho nó. Cấp điện này nguồn 12V cho nó. Đây. Các bạn đóng lại. Cấp điện cho nó. Các bạn nghe tiếng không? Nghe tiếng nó nhảy không? Ây da. Vậy là mở ra bình thường. Đó, đóng lại này ha, thụt cái đầu vô nè. Đó, ok ha, mình mở ra nó sẽ đòi ra lại. Đây mình mở ra nè. Đó, thì mình đi sử dụng nghĩ là mình khóa cửa, mình sẽ làm mình xem.